lại coi. Ban đầu tôi ký hợp đồng với bác Vân, tôi cứ nghĩ là cho Nam thuê. Sao ở trong nhà mà em cứ cuốn thang tắm chạy quanh quanh thế? Này, chị Linh sang phòng mình ngủ từ lúc nào ấy? Hay chị đi làm về sớm à? Ừ. Nhưng mà chị thấy có cái mùi gì hôi hôi ấy. Hay là mùi của đàn ông? Hả? Chị bị làm sao đấy? Có đúng ba chị em mình thuê chung ở với nhau, lấy đâu ra đàn ông ạ? À? Chị Linh ơi, lấy chồng cái điện thoại với. Tha cho anh đi mà, anh xin em đấy. Khai mau, nói thật đi, tại sao anh lại vào được phòng của bọn tôi? Tôi đến đây để thuê trọ mà. Tôi làm hợp đồng xong xuôi với cả bác Vân rồi thì mới có chìa khóa để vào đây chứ. Đúng, bác Vân là chủ nhà ở đây, nhưng mà bác ấy đã cho bọn tôi thuê nguyên căn hộ này rồi mà. Cô không tin thì lấy hợp đồng ở trong túi của tôi kìa. Tôi nói điều cô làm cái gì? Đúng là bác Vân cho anh ta thuê một phòng thật này. Làm sao như thế được? Mình thuê hết rồi mà. Chị thử gọi điện cho bác Vân xem thế nào đi. Bác Vân đang đi du lịch nước ngoài, tạm thời không liên lạc được rồi. Thế giờ chúng ta phải làm sao ạ? Anh ta cũng đã ký hợp đồng với cả bác Vân rồi, làm sao mà đuổi anh ta đi được? Tôi bị oan thật mà. Ban đầu tôi ký hợp đồng với bác Vân thì tôi cứ nghĩ là cho Nam thuê. Ai ngờ đến đây lại toàn nữ. Chết rồi. Dạo gần đây em đọc ở trên mạng ấy, rất nhiều bài báo nói là chủ nhà bất chấp vì tiền mà cho cả nam lẫn nữ thuê đấy. Hay là anh ta cũng bị lừa? Thôi được rồi, bây giờ bọn mình tạm thời sắp xếp cho anh ta ở một phòng của chị đi. Còn chị sẽ dọn vào phòng của hai đứa, đợi khi nào bác Vân đi du lịch về rồi giải quyết sau. Được đấy chị ạ. Được cái gì mà được, chỉ là bạn thôi, mình còn phải làm việc với chủ nhà cơ mà. Còn anh, tôi cảnh cáo anh, không được làm điều gì bậy bạ khi sống chung ở đây. Không là chết với tụi tôi đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn các cô. Quên mất không lấy sữa tắm mới rồi. Ở trong nhà mà em cứ cuốn thang tắm chạy quanh quanh thế à? Em định quyến rũ ai à? Đây là phòng ngủ của ba chị em tôi. Ai cho phép anh vào phòng tự tiện ấy? Chỉ khi nào Trinh ở nhà một mình thì anh mới dám như thế thôi. Nói thật nhá, ngay từ lần đầu tiên gặp anh đã thấy em quyến rũ lắm rồi. Em cũng vậy đấy. Từ khi anh xuất hiện trong căn nhà này, em đã bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của anh rồi. Đấy, lâu nay em bị thiếu người đàn ông đấy. Thế á? Thế để anh cho em biết như nào là đàn ông. Lúc gặp anh cứ tưởng anh đụt đụt, hóa ra trên giường anh chẳng đụt chút nào cả. Thế em không thích à? Điên lên chứ. Mình cứ như thế này anh nhá. Chị Trinh ơi, chị đang ở đâu đấy? Em về rồi nè, đi mua đồ ăn không ạ? Chuyện này em phải bí mật đấy nhá, đừng nói cho ai biết đấy. Không là anh bị đuổi ra khỏi nhà đấy. Em hiểu rồi, chuyện này mà để lộ ra
em cũng xấu mặt với chị em chứ bộ. Này, anh bạn ấy không sợ à? Sợ cái gì? Hai người kia đi vắng rồi, có anh với em ở nhà thôi. Hôm nay chị em về sớm thế. Ừ, chị mua ít đồ về này. Hôm nay chị em mình ăn món gì ngon ngon đi, xả stress. Tôi chết, hai chị về anh trốn đi. Chà đang nấu cơm rồi đấy à? Dạ. Chị có mua thêm thịt quay này. Em không thích ăn thịt quay à? À không, em thích lắm ý chứ. Em lắc đầu được xuống con ruồi thôi. À mà thôi, hai chị đi tắm trước đi. Tại vì em cũng sắp nấu cơm xong rồi đấy. Thì nấu cơm tiếp đi, lát nữa ăn xong chị rửa bát cho. Dạ vâng ạ. Anh Thắng, sao lại ăn bánh mì nữa kia? Ngồi đi ăn cùng cả bọn tôi cho vui. À thôi, không cần đâu. Mấy chị em ngồi ăn với nhau đi. Tôi ăn bánh mì được rồi. Anh ở lại ăn cùng đi, bao nhiêu đồ ăn ngon như thế này. Chỉ là thêm ba thêm đũa thôi mà. Anh ngồi đi. Ngồi đi. Anh ăn đi. À mà chị Linh ơi, tháng nay chị cho em chậm tiền nhà một tuần nhá. Chỗ làm thêm của em bị chậm lương ạ. Ừ, cứ thoải mái đi. Chị đóng tiền nửa năm rồi nên không phải lo đâu. Khi nào có tiền thì trả cho chị cũng được mà. Đúng là chị Linh có khác, người ta đóng tiền nhà từng tháng một, còn đây á, chị đóng một phát nửa năm luôn. Ghê chưa? Hóa ra là con nhà giàu à? Bảo sao từ thần thái cho đến cách ăn mặc trông khác bọt hẳn. Miếng mồi ngon thế này, mình không thể nào bỏ lỡ được. Đúng là chị Linh là số 1 luôn ấy. Khi nào mà bọn em bị kẹt tiền á, chị cũng là người đầu tiên cho vay luôn. Chị bao nuôi bọn em nhá. Được luôn, nhà chị chẳng có gì ngoài điều kiện cả. Ăn đi. Linh, em bị trẹo chân à? Anh Thắng đấy à? Nãy có cái xe nó va vào tôi, bây giờ chắc trẹo chân rồi. Thế lên trên vai tôi đi, để tôi cõng về. Lên đi. Thôi, tôi ngại lắm. Tôi nói em cứ không nghe thế nhở? Hay là để tôi bế em vác lên trên nhà mới chịu? Linh có người yêu chưa? Em chưa có người yêu ạ. Nhưng mà người em thích thầm thì có rồi. Thế người đấy là ai đấy? Tôi biết không? Anh biết rất rõ là đằng khác. Người đấy sống chung nhà với em. Tối nay hai đứa kia nó về quê rồi. Anh có xin đi làm về sớm được không? Em sẽ tự bay nấu ăn, vừa để cảm ơn anh bữa ngày hôm nay, vừa để... Tặng em này. Cảm ơn anh. Chân của em thế nào rồi? Em đỡ rồi. Buổi hôm nay không biết có phải là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình không nhỉ? Từ từ đã. Em cũng có món quà dành cho anh đấy. Anh cũng có quà? Anh nhìn ra đằng sau đi. Bốn ạ. Bất ngờ chưa ông anh? Sao đây là hai cô? Đây là món quà bất ngờ mà tôi dành tặng cho anh. Em đừng tin lời hai bạn này. Hai bạn này vu oan giá họa cho anh thôi. Em đừng có nghe. Anh tưởng những trò mèo của anh mà tôi không biết à? Tôi đã nghi ngờ ngay từ ngày đầu anh đến đây rồi. Và đến hôm tôi phát hiện ra anh trốn dưới bàn bếp thì tôi càng khẳng định là chắc chắn. Thì nấu cơm tiếp đi, lát nữa ăn xong chị rửa bát cho. Dạ vâng ạ.
Sau hôm đấy, tôi và Trinh đã lén kiểm tra điện thoại của Trà và phát hiện ra anh Chí là người yêu của con bé. Xin lỗi tất cả mọi người. Thực ra đây là lỗi của em ạ. Anh Thắng là bạn trai của em, và cũng chính em bày cho anh ấy cái trò làm giả giấy tờ thuê nhà để đến đây ở miễn phí ạ. Ở trên đời này, kẻ đáng tin nhất chính là kẻ lợi dụng tình cảm của phụ nữ để thỏa mãn dục vọng và chiếm đoạt lợi ích riêng cho mình. Còn đừng lấy làm gì nữa. Hành động thôi chị em. Đừng làm gì tôi. Đừng có động vào tôi. Nào. Ê. Quá thất vọng về chú đấy. Không được, em không được cởi quần anh. Mình là vợ chồng, sinh hoạt thì phải cởi ra chứ. Hay là có gì giấu em hả? Không phải giấu nhưng mà không được. Này, hai đứa làm cái gì mà ầm ĩ thế hả? Hai đứa muốn làm cái chuyện ấy thì phải đóng cái cửa vào chứ. Có anh ở nhà mà hai đứa cứ tự nhiên như thế hả? Anh giúp em cởi quần anh ấy ra đi. Con này, mày có bị ấm đầu hay không đấy hả? Đây là chồng mày, chứ không phải chồng anh đâu. Mà mày bảo anh cởi quần nó ra hả? Chồng em đến 2 tuần rồi không thèm động vào người em. Hôm nay em phải lột ra bằng được. Không được. Anh là anh trai của em thì anh phải giúp em để cứu vãn hạnh phúc gia đình chứ. Nhưng thì không được. Anh không cởi là không cởi đâu. Có gì anh giải thích với em sau. Thôi. Mày coi đàn ông bọn anh là cái gì mà muốn đẻ ra là đẻ à? Mà mày nhìn xem, thằng Thắng mặt nó tái mét như thế này rồi. Thôi, ra ngoài phòng khách, có gì giải thích anh nghe rồi anh phân xử cho. Đi. Nào, cái Linh, nói trước đi. Vợ chồng em cưới nhau được hơn 1 năm rồi, nhà chồng ai cũng giúp có con đi. Thế mà chồng em có thèm động vào người em đâu. Đã thế, tối nào cũng trốn tịt ở trong phòng đọc sách ấy. Để tiêu mệt nữa. Thế hay là mày làm gì quá đáng với thằng em rể anh? Hay là mày vắt kiệt nó quá sức nên giờ nó sợ phải không? Anh bị hâm à? 2 tuần nay có được làm gì đâu mà kiệt. Thế thì chắc chắn là thằng Thắng ra ngoài có bồ, gái hú xong rồi về nhà chán vợ đúng không? Không, anh nghĩ sai cho em rồi, em không phải kiểu người như thế. Thế tại sao lúc nào em động một người anh cũng đẩy em ra? Đã thế, em ăn mặc sexy thế nào anh cũng không chịu, trang điểm xinh đẹp thế nào anh cũng chẳng thèm để ý. Tại sao lại không quan tâm em như thế hả? Úi dồi ôi, còn tại sao nữa. Mày nhìn mày ăn mặc xem, trông có khác gì con nhà quê không? Bây giờ phụ nữ ăn mặc thì nó phải sexy, thì phải ngắn đến đây, mà hở thì phải hở đến đây chứ. Anh đùa, cứ coi như là anh chưa nói gì. Nhưng mà Thắng này, nếu mà chú có làm gì có lỗi với cái Linh ấy thì chú xin lỗi nó rồi mong nó tha thứ cho. Chứ đàn ông đàn an mà để vợ tụt quần như thế, xấu hổ mất hết cả mặt anh em. Em thề là em không làm gì sai vợ em cả. Chẳng là dạo gần đây em bận bịu công việc mà em không xử lý được công việc nên em stress thôi. Thề cá chê chui ống à? Bận bịu công việc kiểu gì mà hôm trước anh thấy chú vào bệnh viện cái khoa sức khỏe sinh sản ấy hả? Cái gì? Anh thấy chồng em vào khoa sức khỏe sinh sản á? Thì hôm đấy anh vào bệnh viện mua thuốc để gửi sang bển cho chị dâu của cô ấy. Anh thấy rõ ràng thằng Thắng vào bệnh viện khoa đấy, trông cái điệu bộ lén lút mà mờ ám lắm. Thế mày còn cái nữa. Em phải nghe anh nói, không làm gì sai với em hết. Là anh có nỗi khổ khó nói thôi. Khó nói với vợ thì anh đi mà nói với con bồ anh ấy. Chúng ta ly hôn. Cô đơn. Em. Nice. Ngồi xuống đây anh bảo. Bây giờ mình là đàn ông ấy. Chú làm gì có lỗi ấy, thì chú xin lỗi nó, rồi bảo nó tha thứ cho. Chứ tính cái Linh anh biết, nó nóng tính thế thôi, chứ nó cũng nhanh nguôi giận. Em có làm gì sai với vợ em đâu. Anh tất cả là tại anh đấy. Anh chưa lợn lành thành lợn què rồi đấy. Cái thằng này, hai đứa này buồn cười thế nhở. Mình đã giảng hòa cho rồi, không được câu cảm ơn thì thôi, em quay ra trách móc mình. Sao
sao anh tắm phòng tắm vợ chồng em? Phòng anh ở dưới cơ mà. À, hôm nay phòng tắm của anh nó hết đồ, trùng hợp nó lại hết cả dầu gội lẫn sữa tắm, nên là anh lên đây tắm nhờ một hôm. Nhưng mà chú không phải lo, anh tắm lúc mà vợ chồng chú không có ở nhà thôi. Hôm nay trùng hợp chú lại về nhà sớm quá. Và thôi, anh thay đồ rồi, anh đi gặp khách có việc nhé. Sao mình lại có nhiều quần lót bẩn chưa giặt thế này nhỉ? Alo Cường à, chuyện hôm trước tôi nhờ ông sao rồi? Ông ấy cũng bị giống tôi á? Anh Thắng, anh làm trò gì đấy? Anh có làm gì đâu. Vợ thì sờ sờ ngay trước mặt, anh không thèm đụng, anh định tự xử à? Anh không làm gì mà anh... Không làm gì thì anh giấu em chuyện gì? Anh giấu gì ở trong đấy đúng không? Bỏ ra không, xem nào. Anh không giấu, anh không giấu gì cả. Tôi không tin, anh không làm gì mà anh ghét bỏ tôi, anh xa lánh tôi như thế à? Anh có phải muốn mấy lúc lũ quá nào rồi đúng không? Không phải anh không giấu gì cả mà anh... Anh cởi ra cho tôi xem, cởi quần ra. Trời ơi, hai đứa làm cái gì mà ầm ĩ hết cả nhà đấy nhá? Anh xem, anh ấy giấu em cái chuyện gì đó mà nhất định không chịu cởi quần ra cho em kiểm tra. Hả? Chú không làm gì sai, sao mà phải ngại cởi ra cho cô ấy xem? Nhưng mà... À, anh hiểu. Thôi, anh với chú là đàn ông với nhau, để anh giúp. Anh sao anh lại bị như thế? Anh bị rùi màu gà đấy à? Thì anh đã bảo anh có chuyện khó nói với em rồi còn gì. Không phải là anh không muốn động vào người em, chỉ là anh không muốn lây bệnh cho em thôi. Nhưng mà sao lại bị bệnh này được chứ? À, tôi biết rồi. Anh đi lăng nhăng ở ngoài với hết con này đến con nọ, không đem bệnh về nhà đúng không? Không anh ơi, đến nước này mà chú vẫn còn cãi nữa à? Mặt mũi chú sáng sủa không nên nỗi nào, mà anh không ngờ là chú lại lăng nhăng như thế đấy. Không phải anh còn nói gì nữa. Anh quá thất vọng về chú. Uổng công anh tin tưởng giao em gái anh cho chú. Uổng công em tin tưởng anh, gia đình em yêu thương anh như thế mà đối xử với em như vậy à? Anh á, anh là thằng đàn ông trung thủy nhất cái nhà này đấy. Trung thủy với vợ mà vác cái bệnh này về nhà. Chú thua xa anh đấy. Vợ anh đi công tác ở nước ngoài bao nhiêu lâu mà anh có bao giờ lén phén với con gái ở bên ngoài không? Anh quá thất vọng về chú đấy Thắng ạ. Anh thôi đạo đức giả đi anh Huy ạ. Chính anh là người lên cái bệnh quái ác cho tôi đấy. Anh Huy là sao? Này, cậu đừng có vu oan cho người vô tội nhá. Rõ ràng là cậu bị vợ vạch mặt, thế mà cậu lại định lôi tôi ra làm bia đỡ đạn cho cậu à? Đúng thế. Anh Huy trước nay đều trung thủy, trước sau như một. Anh đừng có đổ oan cho anh ấy. Oan là oan thế nào? Em có biết chính ông Huy là người thường xuyên lấy đồ lót của anh để mặc không? Mình nhớ buổi sáng vợ mình cất rất nhiều quần lót của mình vào tủ. Sao giờ chỉ còn 2-3 cái thế này nhỉ? Trong nhà chỉ có mỗi mình với anh Huy là đàn ông. Chẳng lẽ ông ấy dùng chung đồ lót với mình á? Mình không lén phén bên ngoài, chỉ có một mình vợ, không thể nào tự dưng lại mắc cái bệnh sùi màu gà được. Không lẽ... Đúng rồi, hôm trước ông ấy có nói vào viện gặp mình ở khoa sức khỏe sinh sản. Làm sao tình cờ gặp nhau ở khoa sinh sản được chứ? Chẳng lẽ ông cũng vào đấy để khám à? Ông ấy chính là nguồn lây bệnh cho mình đấy. Alo Cường à? Tôi vẫn ngứa nhưng mà tôi chịu được. Mà tôi có chuyện muốn nhờ ông này. Tôi có ông anh vợ tên là Trần Quốc Huy. Ông kiểm tra xem ông có bệnh nhân ở tên như thế không? Anh Trần Quốc Huy cũng là bệnh nhân của tôi mà. Tôi khám cho anh ấy chưa một tuần mà không biết đây là anh vợ của ông luôn đấy. Thế ông cho tôi hỏi cái này nhá. Ông anh tôi bị cái bệnh gì? Có phải là
sùi màu gà giống của tôi không? Đúng rồi, anh vợ của ông cũng bị sùi màu gà, nhưng bị trợ ông nên là sắp khỏi rồi. Thế ông cho tôi hỏi thêm cái này nhé. Cái bệnh này nó có lây không? Mà lây qua đường gì? Lây như thế nào? Bệnh này lây qua đường tình dục. Ngoài ra có thể lây khi người bệnh dùng chung đồ với cả người khác nữa. Dùng chung đồ cũng lây á? Không có gì đâu. Thôi tôi cảm ơn ông nhé. Anh chính là người đã lây bệnh cho em. Anh đi lém phéng ở bên ngoài hết cô này đến cô khác, rồi về mặc chung đồ lót của em. Khi biết sự thật, em còn hoang mang chưa biết nói như thế nào vì sợ ảnh hưởng đến anh. Vậy mà anh còn dồn em vào đường cùng, khiến vợ em nghĩ rằng em là thằng lăng nhăng. Này này, chú nói có sách, mách có chứng nhá. Bằng chứng đâu mà chú bảo anh lây bệnh cho chú? Em biết kiểu gì anh cũng sẽ chối như thế này. Nên là mấy ngày hôm nay, ngày nào em cũng theo dõi anh, và không một ngày nào em không dẫn nhà nghỉ cả. Anh Huy, chuyện này là sao? Không phải anh đâu. Đây là ảnh ghép, ảnh ghép đấy. Đến nước này mà anh còn chối nữa? Bình thường anh đạo mạo như thế, chị dâu em cũng tin tưởng anh, yêu thương anh như vậy. Vậy mà tại sao lại đối xử với chị ấy như thế chứ? Vợ anh đi công tác nước ngoài lâu ngày quá, anh cũng chỉ bóc bánh trả tiền thôi. Ai ngờ lại dính bệnh. Cơ mà anh khỏi rồi mà, làm sao lây cho chú được? Anh nghĩ là khỏi thôi, chứ thực ra virus trên người anh còn đầy và bám lên đồ lót của anh đấy. Anh cũng biết là tôi khổ sở vì nó như thế nào không? Đã thế vợ tôi còn đa nghi và nghi ngợi nữa chứ. Anh cũng không muốn xin lỗi chồng em đi. Chú Thắng, cho anh xin lỗi nhá. Linh, có gì nói Thắng giúp anh nhá. Thôi, anh đi đây. Đấy, bây giờ chắc là em biết sự thật rồi đúng không? Anh hoàn toàn vô tội, anh chung thủy với em và không bao giờ anh lăng nhăng gì cả. Em biết rồi mà. Thôi, em xin lỗi. Nhưng mà em muốn từ bây giờ, cái gì anh cũng phải thành thật với em, để vợ chồng mình cùng nhau giải quyết, anh nhớ chưa? Anh nhớ rồi. Mày phải uốn căng hết cỡ lên. Ướn thế này chưa được. Mày phải ướn căng hết cỡ lên, ngực nó mới căng hết cỡ được. Không phải ngại với chồng tao đâu. Đứng sát vào một tí. Khoảng cách như này cũng chưa được, phải đứng sát vào thì mới tăng kích thích được chứ. Được rồi, tránh ra đi. Để tao thị phạm trực tiếp với chồng tao cho mày xem. Thôi được rồi, tao làm được. Anh là chồng của em đấy. Suốt ngày bắt anh làm mấy cái trò vớ vẩn với bạn thân em thôi, chẳng ra cái hệ thống gì cả. Thôi mà chồng, mình đã hứa sẽ giúp nó, dạy nó kỹ năng giường chiếu rồi còn gì nữa. Chịu khó tí đi. Hôm nào mày sang đây là tao lại được ăn ngon á. Để ông Thắng nhà tao cũng còn mê cơm mày nấu. Mày á, nấu ăn ngon nhất đấy. Nấu ăn ngon để làm gì đâu. Trong khi có chuyện cần giỏi thì lại chẳng giỏi. Ý mày là sao? Mày có chuyện gì à? Người yêu của tao chê tao chuyện giường chiếu, bảo tao lúc ở trên giường ấy cứ cứng đơ như khúc gỗ ấy, làm anh ấy mất hết cả hứng. Trời ơi, mày tâm sự đúng người rồi đấy. Cuối tuần này sang đây, tao sẽ hướng dẫn cho mày kỹ năng giường chiếu và cách làm đàn ông thỏa mãn. Đảm bảo ấy, sau khi học xong ấy, thì người yêu mày chỉ có chết mê chết mệt luôn. Nói nhỏ thôi, chuyện tế nhị như thế này mày cứ hoang hoang ra. Nhớ ông Thắng nhà mày nghe được ấy, tao xấu hổ lắm. Làm sao đâu, anh Thắng là chồng tao chứ phải người ngoài đâu mà mày lo. Mà ông ấy dễ tính lắm, cuối tuần này tao sẽ nhờ ông ấy làm người mẫu cho mày thực hành luôn. Mà mày với cả người yêu hiện tại yêu nhau cũng lâu rồi mà, sao
chẳng thấy ra mắt tao được thế. Anh ấy cũng ngại. Với cả khi nào đến thời điểm phù hợp, tao sẽ dẫn anh ấy đến ra mắt mày. Không phải giục nhá. Anh đi. Cho nó thay đổi phong cách ăn mặc sao cho quyến rũ hơn ấy. Gì chứ trước mặt người yêu thì phải làm mấy hành động quyến rũ chứ. Anh ngồi yên để cho nó thực hành đi. Mày phải uốn dẻo vào, lắc ngực lắc hông nữa lên. Như này có quá không mày? Quá cái gì mà quá. Đối với đàn ông ấy thì không bao giờ là đủ cả. Nhưng mà anh thấy như thế là đủ rồi đấy. Ôi, biết rồi mà. Ông chồng trung thủy chính trực của em yêu lắm cơ. Nhưng mà anh chấm Trinh bộ này bao nhiêu điểm? Thì cũng quyến rũ đấy, 8 điểm. Vậy thì bây giờ anh ngồi đây chấm cho nó thêm bộ nữa nhá. Chồng tao chấm mày được 8 điểm thôi. Bây giờ mày vào trong kia mày thay bộ khác quyến rũ ra cho tao. Làm thế nào mày phải được 10 điểm ấy. Không ngờ trông mày cũng táo bạo phết nhở. Mà thôi, khoe thấy đủ rồi. Mày thay đồ rồi đi ra nấu cơm cho tao ăn đi. Tao đói lắm rồi đấy. Dậy mày từ sáng giờ bạc hết cả tóc rồi đây này. Chỉ đang thực hành mấy chiêu mày dạy thôi. Chứ tao không có ý gì với chồng mày đâu. Đừng lo lắng nhá. Ừ thì tao có nghi ngờ gì mày đâu. Mà mày đã vội thanh minh đấy. Mày làm như thế là sai rồi. Để tao hướng dẫn cho. Đấy. Mày phải vuốt ve nhẹ nhàng như thế này thì mới tăng kích thích chứ. Làm như thế thì mày không có thằng nào cưỡng lại được. Mà dùng tay ấy, dùng đũa làm cái gì. Rồi bây giờ thực hành đi. Để xem chồng tao có bị kích thích bởi mày không. Gọi em đến công ty họp gấp vì khách hàng khiếu nại. Trời ơi, cuối tuần ung thang của ta nữa. Thế có cần anh đưa đi không? Thôi, không cần đâu. Em tự bắt taxi cho chủ động. Anh đèo cái Trinh về giúp em nhá. Trinh, tao đi đây. Từ sáng tới giờ anh có thấy kích thích không ạ? Em cứ hỏi thử. Ở gần em anh kích thích đến cái mức mà suýt nữa thì không chịu nổi. Mà kể ra con vợ của anh cũng dở hơi thật. Ai đời lại đem chồng mình ra làm mẫu cho bạn thực hành. Ừ, em cũng không hiểu tại sao nó gọi em sang nhà để nó dạy nữa. Không biết là nó ngu ngơ hay nó tin tưởng vào anh và em quá. Mình thập kè với nhau từ trước đến giờ, nó còn không phát hiện ra nói gì chuyện này. Nhưng mà nghe lạ lắm. Anh có cái cảm giác này nó khác lắm. Nó bị thích ấy. Hay là mình phải tiến tới với nhau luôn đi. Đằng nào thì con vợ anh còn hước nó mới về cơ. Sao em lại em quên cái gì à? Không, em chả quên cái gì cả. Chỉ là em muốn quay lại bằng chứng chồng em và bạn thân của em tằng tiệu với nhau thôi. Thôi, nó biết rồi ấy. Em với anh cần gì để diễn nữa. Đúng, tôi đã biết hết tất cả rồi. Chỉ là tôi cần có bằng chứng cụ thể thôi.
Em biết hết rồi á? Hai người mỗi lần gặp nhau đều có những ánh mắt cử chỉ tình tứ. Điều đấy không qua mặt được tôi đâu. Chắc hai người họ định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình đây mà. Nhưng mà không ngờ mình lại về sớm thế này. Phải lén vào hù họ một cái mới được. Tôi đưa cái Trinh đến đây để dạy kỹ năng giường chiếu cũng chỉ là cái cớ để vạch trần hai người thôi. Thì cũng quyến rũ đấy, 8 điểm. Uầy. Mẹ đã hiểu bản chất thật sự của thằng chồng ấy chưa? Mình cặp kè với nhau từ trước đến giờ, nó còn không phát hiện ra, nói gì chuyện này. Nhưng mà nghe lạ lắm, anh có cái cảm giác là nó khác lắm, nó bị thích ấy. Bấy lâu nay, mày không biết anh ta là người như thế nào à? Em cười gì đấy? Ý em là sao? Anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng là đồng ý cặp kè với anh à? Không có chuyện đó đâu, xin lỗi nhá. Tôi cặp với anh ấy là để phá vỡ hạnh phúc của anh và con Linh đấy. Tại sao mày lại làm thế hả chị? Tại sao mày lại muốn phá vỡ hạnh phúc của tao chứ? Là bởi vì ấy, tao xứng đáng có được những thứ tốt hơn mày. Nhìn thấy mày hạnh phúc, tao không chịu được. Còn bây giờ ấy, chúc mày ly hôn thuận lợi.